Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh YouTube 16m50 trong thời gian sắp tới nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bản tin bóng đá chuyển nhượng ngày 11 tháng 10. Juventus muốn mua Emerson của Chelsea. Juve muốn mua Emerson của Chelsea. Đội bóng thành Turin chấp nhận chi tới 35 triệu bảng cho thương vụ này. Sergio Mercato khẳng định huấn luyện viên Sarri đánh giá cao tài năng của Emerson. Ông muốn làm việc với cầu thủ này ở Juventus. Ở thời điểm hiện tại, hậu vệ sinh năm 94 đang là lựa chọn số 1 của Lampard ở vị trí hậu vệ trái. Anh đã đánh bật Marco Alonso để có được vị trí chính thức. Hậu vệ Emerson chuẩn bị được gia hạn hợp đồng sau khi gây ấn tượng với huấn luyện viên Frank Lampard trong giai đoạn đầu mùa giải này. Hợp đồng hiện tại của Emerson vẫn còn thời hạn với Chelsea đến năm 2022. The Blue muốn ký thêm 2 năm hợp đồng với cầu thủ người Italia. Đội bóng thành London không muốn mất ngôi sao của mình. Tuy nhiên, Juventus đang hy vọng số tiền 35 triệu bảng sẽ giúp họ có được điều mình cần. Hồi tháng 8, Emerson từng chia sẻ rằng anh rất hạnh phúc tại Stamford Bridge sau khi huấn luyện viên Lampard lên nắm quyền. Man City tìm người thay thế David Silva. Việc David Silva rời Etihad chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó, ban lãnh đạo The Citizen đang ra sức tìm kiếm những sự thay thế mới. Theo The Football Market, Man City nhắm Vinicius Junior và Martin Odegaard để thay thế David Silva tại Etihad. Đây là hai bóng vật của Real Madrid, đều trẻ tuổi và mang tiềm năng phát triển rất lớn. Trong hai gương mặt kể trên, Martin Odegaard chính là ngôi sao thường xuyên bị huấn luyện viên Zinedine Zidane ghẻ lạnh, đẩy đi du học ở nhiều đội bóng khác. Trong khi đó Vinicius cũng chỉ là sự lựa chọn thứ yếu của vị trí lực gia người Pháp trong sơ đồ chiến thuật hiện tại. Mức phí chuyển nhượng của Vinicius và Odegaard lần lượt là 63 triệu bảng và 18 triệu bảng theo tờ Transfermarkt. Arsenal bắt đầu đàm phán tương lai với Ozil. Tờ Taki của Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ, giám đốc bóng đá Domene Komoli của Fenerbahçe đã mở cuộc đàm phán với pháo thủ về việc chiêu mộ Ozil dưới dạng cho mượn. Mùa hè vừa qua, đội bóng này cũng được cho là từng tiếp cầu thủ người Đức. Theo nguồn tin trên, Arsenal muốn Fenerbahçe trả một phần trong mức lương khổng lồ của Ozil. Cần biết rằng chính tiền vệ này là một cổ động viên của Fenerbahçe từ khi còn bé và anh cũng từng chia sẻ muốn khoác áo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tại một thời điểm nào đó trong sự nghiệp của mình. Huấn luyện viên Zidane muốn chiêu mộ Eriksen và Harry Kane. Theo tờ Diario Gol, huấn luyện viên Zidane muốn chiêu mộ Christian Eriksen và Harry Kane của Tottenham Hotspur ngay trong tháng 1. Viễn cảnh tồi tệ hiện tại của đội bóng phía Bắc London là cơ sở để câu lạc bộ Thành Madrid tin tưởng vào sự thành công của thương vụ kép này. Cũng theo nguồn tin trên, khả năng Los Blancos phải chi đến 180 triệu euro cho Harry Kane. Riêng trường hợp của Christian Eriksen, mức giá nhiều khả năng sẽ chỉ là 30 triệu euro do tiền vệ người Đan Mạch sẽ đáo hạn hợp đồng với Tottenham vào mùa hè năm 2020. Guardiola không muốn bán Foden. Trong một phát biểu mới đây, huấn luyện viên Guardiola cho rằng Phil Foden là cầu thủ Man City duy nhất mà ông sẽ không bao giờ bán, thậm chí với mức giá 500 triệu bảng. Phil lạc City. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đồng thời cho rằng David Silva ra đi, chúng ta sẽ thấy được nhà ảo thuật mới. Được biết, Pep Guardiola là fan lớn của Foden kể từ khi đến đội bóng vào năm 2016. Alisson giáo diết tập luyện để trở lại. Thủ thành Alisson Becker của Liverpool đang giáo diết tập luyện với những bài tập thêm để có thể trở lại ở trận đấu gặp MU ở quãng thời gian nghỉ cho các đội tuyển quốc gia. Alisson Becker đã vắng mặt gần 2 tháng này sau một chấn thương đùi gặp phải ở đầu mùa. Bắt chính cho Liverpool hiện tại là thủ thành Adrian, người đến câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh YouTube 16m50 trong thời gian sắp tới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.